mình đã cho cái gì thì phải cho cái sản phẩm cho đáng, đừng có cho cái rẻ tiền nha. Đúng rồi. Đó là tại sao chị hỏi em linh linh treo cái cho hoài là gì đó. Cho cái gì phải cho đáng, đừng cho cái rẻ tiền nha. Là như gì, tại vì cái tâm lý của người khách, nếu mà một tháng thì cái số lượng khách trong tiệm rất là nhiều, ít nhiều mình không biết, nói chung là cũng là nhiều, cho nên khi mình cho cái sản phẩm thì mình cho nó rất là đáng, thì như vậy thì người ta mới bỏ công để nhấc cái tên xuống, nhấc số hộ xuống. Cái bản thân mình cũng vậy thôi, mình đi ngay, mình đi chợ búa hay chỗ nào á mà nó bốc thăm đi, mình cảm thấy món quà mà rẻ tiền mình đâu có bỏ thăm vào. Cho nên cũng về tâm lý, mà như gì, khi mà mỗi tháng mình bốc thăm như vậy đó, thì khi cái người khách hàng nó chưa bao giờ làm cái service mà có cái sản phẩm đó ở trong đi, thì họ về họ dùng, ôi wow, cái sản phẩm này nó tốt, thì họ mới thì họ sẽ có thể là try đi cái sản phẩm và làm chân, nó đắt tiền hơn, làm chân đó, đúng vậy. Tại thường thường họ vào chỉ làm tay chân bình thường, nhưng mà bây giờ họ try cái sản phẩm tốt, họ nói thì tôi muốn vô làm cái chân cái tay có sản phẩm đó, cũng như thế nào. Thì cái đây cái đó là cái đắt cũng rất là hay. Thì có hồi sáng nãy em nói chuyện cũng có một người nói là trưng bày ở trong tiệm để nhìn tiệm nail của mình cheap lắm. Đó là tùy cách mình trưng bày, trưng bày sang thì trọng. Em sẵn là em hỏi hai chị luôn là khi mà hai chị đi bước vào tiệm tóc đúng không, tiệm tóc của Mỹ đó, không tiệm tóc nào mà không trưng bày sản phẩm, có tiệm tóc nào của Mỹ chị thấy cheap không? Cái giá cái bước vào tiệm tóc Mỹ mình có cái cảm giác là cái đồ trong đó rất là tốt. Chẳng những mình không cảm thấy cái tiệm người ta cheap, mình còn cảm thấy ngược lại là cái đồ của người ta xài rất là tốt. Nghĩa là cách trưng bày mình cũng rất là quan trọng. Cách trưng bày rất là quan trọng. Chứ không phải là để nguyên cái bàn để cái đóng vô giữa. Đúng rồi. Nếu mà cái sản phẩm đắt tiền thì mình sẽ nâng niu nó kiểu khác. Cái sản phẩm rẻ tiền là mình không có món hàng đó, thì cái người khách sẽ thấy cái cảm giác khi mình trưng cái món hàng mắc tiền mình sẽ trưng như thế nào. Nếu mà món hàng mắc tiền mình đâu có trưng sơ sài đâu, mình đâu có để cho nó lăn lóc tùm lum đâu. Còn cái ví dụ cái chai chiêu của oil đi, nếu mà cái chai đó mà mình bỏ vốn có 1 đồng thôi, mình cứ cho một cái vô trong một cái hũ bự như gì, mình tại vì mình không có săn sóc nó, mình cảm thấy không quý đó. Cái sản phẩm nào quý mình trưng bày, khách sẽ có cảm nhận cái sản phẩm mất tiền, cho nên nó trưng bày rất là đẹp. Nhiều khi chỉ có vài đồng thôi mà cái mẫu mã ngoài họ wrap đẹp thì mình cũng thấy ăn mắt, mình cũng thấy là mình, mặc dù mình biết cái giá gốc nó chỉ 1-2 đồng thôi mà họ trả 4-5 đồng họ cũng thấy đáng cái đồng tiền. Giống như vô nhà hàng ăn ngon không ngon thì chị không biết, nhưng mà cái dĩa trưng bày quá đẹp đi, tự nhiên em trả cái đồng tiền ít em thấy ngại không mắt không mà đúng không, đó là non mắt. Bây giờ bước vô mà cái nhà hàng mà đem qua sang trọng quá, cái người waiter waitress mặc dù rất là đẹp mà bước vô cái mang món ăn cũng có thể bằng những cái nhà hàng thường khác, nhưng mà mình cảm thấy mình nâng cấp mình lên, và cái giá trị của cái món ăn mình cũng thấy nó vẻ nâng lên, cho nên mình trả tiền mình thấy đáng, đúng không? Còn một cái nữa, thí dụ mình trưng bày trong tiệm đi, là mình phải rotate, là cứ nghĩ như thế này. Mình không trưng một chỗ là trưng hoài, nhưng mà cái sản phẩm đó, tại vì trong tiệm của mình lúc nào cũng sẽ bụi bặm, cho nên mình mà chịu bán sản phẩm trong tiệm ngồi là mình phải chịu khó dust, là không có sản phẩm không bao giờ là có bụi trên đó. Nếu mà sản phẩm bụi trên đó, cái tâm lý của khách hàng á, cái sản phẩm này bán ế nè, không ai đụng tới, phải không? Đó. Phải quét hàng ngày luôn. Đúng vậy, nail mà. Nhưng mà cái đó cũng là một cái tốt, là biết sao, mình tiệm mình sẽ sạch sẽ, không có bụi. Đó. Chị Châu Trần có nói là có thể nào giới thiệu cái Facebook của chị để có thể theo dõi và học thêm, hỏi thêm về của chị, và một lát nữa chị chế chi nhớ cho Facebook của mình để mọi người spy chị nhé. Hello Teresa Nguyễn. Okay, thì cái show mình nói mấy chắc em để nói chị tóm nội dung lại đi ha. Mình để cho mọi người mấy anh chị vào sau có thể biết nội dung từ đầu tới đuôi của mình như thế nào đó. Thì nhờ cháu rất là cảm ơn chị Chi đã tới đây dành tối nay chạy rất là xa để chia sẻ với em. Thật sự chị không có quảng cáo sản phẩm nào hết cho riêng chị, nhưng mà chị chia sẻ cái kinh nghiệm của mình trong tiệm nail để mà nâng income lên. Thì hồi nãy chị Chi nói income bán hàng của chị lên đến 30%, có nghĩa là rất là tốt, và cũng tạo cho người thợ hứng thú để mà bán hàng khi mà chị chia 50% tiền lời cho cái sản phẩm của chị. Thì những cái sản phẩm mà chị đem đến tiệm chị bán á, ngoại trừ trưng bày đẹp ra, biết cách phục vụ khách, không phải là ép khách mà là mình biết cái nhu cầu khách cần gì, mình mời gọi, thì bên cạnh đó chị còn có một cái rất là hay, đó là chị biết được những cái sản phẩm mà chị đem về là không có bán
lai láng ở ngoài thị trường và chị có thể mua được trong những cái professional show hoặc là những cái brand name mà những cái chỉ là member có thể xài được, có thể mua được thôi. Thì khi mình chọn dòng sản phẩm thì rất là cẩn thận, không thể là mình mua bài bán ở ngoài được. Và những người thợ của chị đều được chị training bằng cách là chỉ họ cách xài sản phẩm thế nào và thậm chí có cho họ xài thử. Hồi nãy em cũng bên nói nhắc một chị là có những người sẵn, có những giống như chị sách, em sách chị đau là ồ em đã xong cái mua em không xài nữa. Thì chị cũng cho chia sẻ là cách nào mình đổi cái hướng khác liền. Nhưng mà nếu mà về tay chân á, mà họ cảm thấy là không, nó không mệt mỏi, họ không có muốn xài được cái đó. Mình có nên cho họ chút sample để họ về xài không? Được, nếu mà mình có thể làm được cái sample, mình có thể cho cái sample khác đem về. Nhưng mà thường thường nếu mà hãng mà nó không có bán cái sample đó thì mình cho cái sample, mình tự mua làm được, mình làm cái sample nữa. Còn mấy mình làm demo ở trên tay của khách hay là chân của khách. Nhưng mà một cái là như gì, nếu mà tiệm của bạn muốn thợ của bạn mà giới thiệu cái chân mắc tiền cho người khách là bạn phải cho thợ bạn trải nghiệm tất cả chân ở trong tiệm. Phải làm cho thử, phải cho thợ trải nghiệm hết. Là như vậy, khi mà thợ có, mình không có dùng qua, mình đâu biết cảm giác như thế nào, khách nó có feel good hay không. Đối với một khách buộc của mình, nó làm chân thường mà đó nó giờ bao nhiêu năm rồi, bây giờ tự nhiên giới thiệu cô ta cái sản phẩm mắc tiền hay cái chân mắc tiền mà nói ồ cái cô này cổ không có tiền đâu. Đó là cái tâm lý của các người thợ, tại vì họ chưa có trải nghiệm những cái sản phẩm. Cho nên nếu mà chịu khó tốn một chút xíu sản phẩm đi nha, trong tiệm của mình có bao nhiêu cái chân mắc tiền, mình phải cho người thợ của mình trải nghiệm, đừng có tiếc tiền nữa. Đừng có tiếc tiền, tại vì cái đó là gọi là một cái investment rất là tốt cho tiệm của mình. Là người thợ của mình giới thiệu cho mình nó còn đỡ hơn là mình tự giới thiệu. Đúng rồi đó. Cho nên đừng có lo, không có tốn đâu, cũng không có mất tiền đâu. Lấy một lời ba mà tốn gì, lấy một phần giống như để mà xem hồ, còn một phần kia để mình mua vốn, một phần còn lại là tiền lời, đúng không? Đúng rồi, ra xài sản phẩm phí. Nhưng mà nên những cái tiền nhỏ 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 mình áo lại rất là nhiều, cho nên khi mình bán đồ mình cảm thấy không có lợi nhuận nhiều. Nhưng mà khi mình track nó, mình viết xuống, mình coi income, mình thấy rất là lời, rất là nhiều. Giống như Walmart, họ chỉ cần lời vài cent thôi, họ bán rất là nhiều, cho nên họ rất là thành công. Nên mình cũng đừng có quên những cái phần tiền lẻ đó mà mình không biết là mình mất cái lợi nhuận, mình không biết. Cảm ơn chị Stacy nhiều. Thì cái chương trình mình hôm nay nói tóm lại là anh chị nên, những người nào có tâm lý như chút sàn ngại bán hàng thì đừng nghĩ mình là người bán hàng. Mình nghĩ mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình và mình cái nhiệm vụ mình là chăm sóc sức khỏe cho khách, sắc đẹp cho khách, và mình bảo vệ sức khỏe cho khách, thì mình nên dùng cái tâm lý đó để mà mình đưa cái sản phẩm tới cho họ, chứ đừng nghĩ là mình bán mua gì cho họ thì mình sẽ thấy là nó đỡ hơn. Với lại em thấy cái may mắn nữa đối với cái tiệm nail của mình đó là mình đã có một lượng khách nhất định của mình rồi. Mình gần gũi với khách hàng và họ có cái lòng tin với mình nữa. Thì mình đưa một cái sản phẩm ra với họ rất là dễ để họ có thể tiếp nhận cái sản phẩm. Còn đối với mấy công ty Mỹ mình, nếu mà họ muốn đưa ra một cái sản phẩm nào ra thị trường, họ phải tốn hầu như là 50% tiền để mà làm quảng cáo đưa ra thị trường để cho khách thử. Nhiều khi chị đi mua, chị thấy là đi ngang nhiều cái quầy dầu thơm mà sản phẩm người ta ra mới đó, người ta đưa cho chị thử, mà nhiều khi mình còn no, từ chối rõ ràng. Trong khi đối với khách của mình là họ có cái lòng tin rồi, mình đưa họ thử là 10 người hết, 8 người thử rồi. Có tốn tiền quảng cáo. Đã không tốn tiền quảng cáo, thì đó là cái may mắn của mình có, tại sao mình không có tận dụng cái đó trong tiệm của mình. Dạ, chị Minh Nguyễn đúng rồi, chị có rất là nhiều tiệm hiện tại cũng xài sản phẩm New Skin, Secret và những cái sản phẩm khác hơn rất là nhiều lắm. Mình tìm cái sản phẩm nào mà mình xài thấy nó có hiệu quả và nó phải có một cái đặc biệt riêng của nó, chứ đừng có bình thường quá. Chị Kim Chi ơi, từ đầu số giờ mình không nhắc đến New Skin mà chị Minh Nguyễn mới vừa nói New Skin, thì em cũng có một trong những sản phẩm mà như mà hiện tại những tiệm nail cũng bán rất là nhiều, thì em mới mention tới, chứ thực sự mình không có quảng cáo gì cho những cái sản phẩm nào như hết. Tụi em cũng có nói đó là ở đây mình chia sẻ để cái cách làm của mình tăng cái income trong tiệm, và mấy anh chị có thể lựa chọn những cái sản phẩm nào mà có một cái đặc biệt riêng của nó để mà mình làm, mình giới thiệu cho khách thôi, chứ không bắt buộc phải là xài một dòng sản phẩm nào hết nhé. Vậy chắc có lẽ chị Kim Chi mới mua sao để mình nói thêm như gì, không có nhất thiết là cái sản phẩm nào được hết trơn. Như gì mình bán là theo cái nhu cầu của cái người khách, cho nên giống như là mình có cái service gì ở trong tiệm thì mình bán cái đó, cho nên
mình không có cần thiết là phải em đúng. Làm em làm em làm mango hay kêu em bán xoài đúng không chị? Nếu mà khách hàng muốn mua là bán thể bán được. Nếu mà bây giờ chị bán đó, là chị không bán cho khách mà bán cho thợ nail đang mùa xoài, đang mùa xoài đang bán cho thợ nail đừng nói đang thèm. Tại chị nói là chị nói là làm cái gì trong tiệm thì bán cái đó, giờ em đúng làm vậy. Em làm xoài bán xoài, bán xoài đúng. Trời ơi, tại mấy anh chị mấy chị không biết chứ thường thường tiệm nail của mình có mấy anh chị ghé bán đồ ăn đó. Yeah. Bán nó bán cho thợ thôi, bán cho thợ đó, giờ không được bán cho khách nha, bán cho mấy anh chị cho nên giống như là mình nói chơi gì thôi chứ sự thật là quan trọng là cái kỹ năng của mình đi học để mình kinh doanh. Bây giờ mình đang làm nail thì mình sẽ chú tâm vô cái mình kinh doanh cho nail cho tốt, tại vì ai nấy cũng muốn đem cái chén cơm về, cũng muốn là làm là phải có tiền, chứ nếu mà làm mà không có tiền thì ai nấy cũng không muốn bỏ công ra, phải không? Dạ đúng rồi chị. Cho nên là cứ mấy anh chị cũng đừng có ngại, tại nếu mà anh chị mà không có cái background retail hay là mua bán đó thì mình có đó mình học được. Cho nên là bản thân của chị không phải là tự động mà mình biết đâu, chị cũng học rất là nhiều năm lắm rồi. Dạ. Với lại mình đã có một cái địa điểm sẵn, một cái lượng khách sẵn, tại sao mình không thử? Nó đâu có mất mát gì khi mà mình thử đâu. Chị bán sự cái vốn mình bỏ ra cũng rất là rẻ. Nói cái này thì các bạn đừng cười mình nha. Ở trong tiệm mình không có bán thuốc diet mà như gì, là tại vì mình uống trà xanh thì cái đó chỉ là cái supplement thôi, nhưng mà nó lại giúp cho mình đốt mỡ đó. Tại vì có một thời gian là mình uống thuốc tây nhiều quá, cái người mình nó phì ra tại nó giữ nước á, cái mình uống trà xanh cái trong lúc đó cái mình người mình nó gọn lại, cái người khách mới hỏi lấy này dạo này làm cái gì mà tại sao mà tôi thấy mày bụng mày quốc a bụng mày diet thì mày làm gì tại sao mà ốm lại. Mình nói là tao đâu có thời gian quốc ao, tao đi làm 7 ngày một tuần á, thì làm sao mà có thời gian mà này kia, tối về thì 10 giờ mới ăn cơm xong, làm sao mà có thời gian mà đây hết. Nói dở như thôi chứ đừng có bán thuốc đây, chị nghĩ nó rồi mình chết á. Không có, nhưng mà ví dụ nếu mà người khách mà sự thật họ hỏi mình cô dùng cái gì mày, thì mình có dùng cái gì đó mình chia sẻ, nhưng mà cái đó mình chia sẻ thôi chứ mình không bán được. Tại vì mình có thể đưa cái link cho cái người khách nó mua. Cho họ mua từ thử thẳng cái công ty mà mình muốn gì đó. Nếu mà họ xài hữu quốc thì mấy lần sau mình bán cái gì là họ tự họ mua rồi, tại vì họ có lòng tin từ cái đó thôi. Không, em thích cái chỗ là mình trải nghiệm rồi, mình thấy nó hiệu quả rồi, mình chia sẻ cái kinh nghiệm đó, mình không có sợ. Để mình không có hề mình xài mà mình nói xạo, mình thấy ngượng miệng á. Đúng rồi. Mình ngại đúng không? Đó lý do tại sao mà mấy anh chị nêu chắc ủng hộ Ngân. Thì Ngân xài rồi, Ngân thích Ngân đó thì Ngân mới chia sẻ. Đấy là người thật việc thật luôn. Yes. Không là có chị nói là ồ chị ơi mua xài đẹp thì không vậy, nó có lát lâu không? Em nói chị ơi em làm live á, chị thấy em làm live nhiều khi em làm trên khách của em luôn á, em đâu có điên gì mà em đem khách của em ra cái tiệm mình có khách của mình mà đem ra để mình thử kiểu đó, mất khách của mình, mất một người thì mất sẽ nhiều, mất nhiều người, em đâu có dạy gì, em gì bán một cái sản phẩm mà em mất cái lượng khách trong tiệm của em. Dạ thì lúc đó mấy chị mới tin nói ừ ha đúng rồi, phải đúng chứ, mình phải đúng rồi, như chị nói là phải trải nghiệm qua thì mình mới biết được cái kinh nghiệm thế nào. Ok rồi, đến phần hấp dẫn nhất của show tới nay nha. Lâu lắm rồi không thấy Nail Job tặng quà nè, hôm nay nhờ có chú Sà lên show mới được tặng quà đó. Lâu lâu phải kể công một tí, đừng lâu kể công tí xíu. Rồi mọi người ready chưa? Chị chú Sà xung tặng quà lắm, em cho chị chú Sà đặt câu hỏi trước. Trời ác nữa rồi, em chưa hề chuẩn bị luôn á. Khi nào mọi người xong rồi chú sẽ đặt câu hỏi nha. Thì cái phần hôm nay hồi nãy những người là vô trễ, chú sẽ đã tóm gọn cái nội dung mình rồi, thì mình không có bị miss cái gì đâu. Để mà qualify nhận quà thì mọi người share video này và trả lời đúng câu hỏi, và nhớ gửi địa chỉ và địa chỉ cho em, địa chỉ là gửi vào trong mọi người nhắn tin vào screenshot cái hình của mình share video đó. Gửi vào trong Nail Job and cái chỉ cần share thôi, Nail Job không có phải share rồi. Share 10 lần hay share 10 nhóm hay gì đâu, Nail Job trên FaceTime của cái gì, không phải cái Facebook mình thôi. Facebook của mình là được rồi. Dạ, miễn có share là được rồi, chia sẻ là hạnh phúc mà. Chia sẻ là hạnh phúc. Rồi. Không rồi, khi nào mọi người đặt câu hỏi trước đi nha. Khi nào mọi người nói ready thì chị chú Sà sẽ đặt câu hỏi nha. Hồi nãy thấy chị anh Thương nói là trả lời chúng hoài mà không được tặng quà, giờ hôm nay mình phá lệ cho chị anh Thư chúng được tặng quà được không chị? Chị anh Thư giờ này đi ngủ ra đâu rồi, không thấy chị Thư. Chị anh Thư chị nói không thích tự cho, thích tranh giành mới vui. Thích tranh giành mới vui là để khi nào có chị anh Thư lên lại thôi nè. Mọi người nghe nói ready đi, chú Sà bắt đầu đặt câu hỏi ha. Nghe nói nhận quà mạng đứng luôn rồi sao á. Hello chị Kim nói, chị Kim dễ thương đó, chị Sà có con đang bệnh mà cũng lên đi coi show ha. Rồi ready rồi,
chị đặt trước đi. Ok, đặt hỏi trước ha. Hồi nãy mình có nói là khi mình retail như vậy thì cái lượng income mình tăng bao nhiêu phần trăm? Dễ không? Quá dễ. Ai mà coi hay là nghe lại chiếc sơ tóm gọn lại cũng đã biết rồi. Ghê dấu luôn đó nha. Kim Nguyễn trả lời đúng nha. Chị coi từ đầu đến đuôi đó. Loan tại Kim vì đang... lúc mà chị đặt ra câu hỏi đó là chị Kim đang bấm chữ ready đi, cho nên câu hỏi vừa xong có người nhảy vô trả lời liền rồi. Ok, người trả lời câu đầu tiên chính xác là chị Loan Kim Phan. Loan Kim Phạm lần đầu tiên chị trúng. Chúc mừng chị. Cho chị một cái viết, chị biết luôn. Chị Loan. Dạ, em cho chị một cái viết hôm nay chị biết nha. Thành xui nha. Chị em Thư, trời tôi em mới nhắc chị Thư đó. 30%. Những cái mình để con số 30 được rồi. Em mới vậy không sao chị Anh Thư, thua câu này mày kêu khác. Bài kêu khác chưa? Em... Mọi người bài kêu kế đi, kêu kế này dễ lắm nè. Dạ, câu kế để cho Ngân hay là câu thứ 3 chị chuẩn bị đi nha. Hôm nay khách mời em cho chị chuẩn bị đó, miễn liên quan tới nội dung show là để được. Ngân trả lời câu 2 đi để chị trả lời câu 3. Ok. Ngân thì nhìn mặt ác ác vậy chứ rất là dễ thương. Đặt câu hỏi dễ lắm. Quà hôm nay của mình là Bling Bling Gel, là tặng 6 chai mà nguyên set của Bling Bling Gel có bao nhiêu màu? Cái này ai vô coi từ đầu mới biết, ai là khán giả trung thành của Neo Chốt hoặc là khách hàng trung thành với Neo Chốt mới biết được nè. Chị Thư kìa. Chị lo cười không, chị bấm đi. Chị Thư là phải hỏi về hộp xoàn mới biết trả lời, tại chị mua hộp xoàn của Neo Chốt không ạ? Chị Station Thư bỏ thấy chưa, nãy em nói rồi em thấy chị làm nhớ quà. Thấy chị Station làm nhớ quà, chúng thường xuyên luôn. Chị mới trung thành chứ, đâu phải... Hai An Mai. Chị An Mai chậm thêm một cách. Hồi nãy chị An Mai cũng trả lời đúng nha, mà chị An Mai là chậm hơn cái chị Loan một chút. Bây giờ là vì em vì An Vân Mai là người đứng sau đó. Chị Yến Nhi ơi, tại sao phải giúp chụp Bling Bling Gel 12 khi khổ thì giúp số 12 được rồi. Cho nó nhanh lên. Em ơi, ngày mai á, em gọi điện thoại, em nói chuyện nhỏ nhẹ với chị Anh Thư coi. Gì mà chị chính vậy? Chính trời hả chị? Đâu mất hết bà trai được chị. Cái này là chứng tỏ là em chưa có tặng quà cho chị nên chị không biết bao nhiêu nè. Anh ta yếu còn có 6 chai kìa. Phải nói là chứng tỏ là chị chưa có mua sản phẩm của mình cho nên chị không có biết nè. Nào chị hỏi đặt hộp xoàn để chị biết á. Yeah. Hộp xoàn. Okay. Vinh Lê nó 100 màu. Nào chốt đáng làm thêm 88 màu nữa nha em, cho đủ 100 màu nha. Rồi vậy là cái câu thứ ba cho mình đó hả? Dạ, tặng cái gì thứ ba đó. Ok. Cái câu thứ ba này hơi khó chút nha. Bao nhiêu phần trăm mà mình chia cho người thợ khi mình bán một món hàng? Oh wow. Câu này dễ nhưng mà bởi vì em nói rồi, những người mà nhìn mặt ác thì chứ người ta hiền. Những người nhìn hiền nhiều khi ác lắm. Đặt câu hỏi là khó trả lời không? Chị An Mai ơi, có thể là trên mạng chị á, thì show là chị trả lời trước, nhưng mà khi mà tải qua cái đường like của tụi em á, thì do cái mạng internet của chị có thể chậm hơn chị Stacy, cho nên trong màn hình em hiện lên là Stacy trước. Không sao, bây giờ mình trả lời câu thứ hai nè. Người trả lời trúng câu số 3 chứ là anh Quyền Lương. Quyền Lương 50% từ cái phần lời của mình. Rồi. Ý là chị trường Nguyễn Anh Hư nữa kìa. 50% tiền lời. Chị Kim 50. Em nói chị 50 Loan, thôi, chị đâu cần phải ghi 50% nữa đâu. Tiền lời nó chỉ mất hết 4-5 giây để bấm thêm cái gì là cái phải cho chị. Vinh ơi, Vinh chia có 5% là không có ai bán cho Vinh đâu á. Thợ nail mà chia có 5% không có ai làm đâu, để ngồi giữa bộ nail sướng hơn. Trời ơi, thương gì hành lý chưa, bấm chữ phần trăm rõ ràng luôn. Mẹ bé tin với đụng chậm, mẹ tin coi từ đầu đến đuôi đó. Có thể là do internet chậm thôi chứ information là nắm rõ lắm á. Mạng chậm mà còn thiếu biết sai chữ. Vinh lên lần thứ hai cũng 5% hả? Với anh này chắc là chủ tiệm nail rồi nè. Yeah. Quà của chị Nina gửi ra rồi nha. Trong tuần này chị Nina nhận được đấy nha. Nina chúng là chúng lần 2 phần chúng không phần. Chị Stacy, em đã nhắc chị rồi, dùng điện thoại của ông xã, lấy nickname ông xã lấy 2 phần luôn. Rồi tới chị kìa, mất câu giờ nha. Đừng có đâu, mọi người tối nay trả lời câu kia mà. Vinh Lê thiếu số 0 à. Hello John, how are you? Trời, chị Katie thường ngồi khóc hu hu rồi. Không sao chị, mình còn 2 câu hỏi nữa ráng nha. Rồi, ủa câu thứ tư chị hỏi gì đây? Đó, em đang nói hồi nãy giờ chị sẽ xài câu giờ. Đâu có câu giờ đâu. Hỏi gì đây? Bây giờ để thử coi cho lâu quá, mình không có theo dõi Neo Chốt. Tại mấy tháng, mấy tuần lễ này, mấy tháng này mình bận rộn quá.
chương trình tình tự tối thứ tư là ai cũng biết rồi, nhưng mà ngày mai mình là về cái theo lịch của mình ngày mai là cái gì đây? Thứ năm là lịch live về cái phần nào đúng không? Ừ. Dễ không? Câu lâu hãy câu rất là dễ luôn đó. Dạ bà Tám. Ở đây đến ba bà Tám nữa. Rồi cái chương trình thứ năm của mình về cái gì? À, chủ tiệm sai ra ăn mai. À, Stacy thiếu rồi. Thiếu luôn Tiffany thiếu luôn. À, Nina Nguyễn, Lash and Michael Plating. Thấy chưa, nãy giờ không coi nhảy vô cái trả lời được liền. Chị cái đó là sao? À, cái đó người ta gọi là cái gì ta? Có share video không số vậy? Số trời hả chị? Số hưởng. Số hưởng. Chị Nina có share video không? Share video không cho quà đó. À ha, cái này phải verify lại nha, chị mới vào thôi á. Ăn gian quá, mốt mà ai không coi từ đầu đến đuôi không được tặng quà. Đúng rồi. Ok, chị Nina chúc mừng chị trúng câu hỏi thứ tư ha. Có nhiều người trả lời đúng, chị Diễm Nguyễn trả lời đúng mà chậm hơn chị Nina chút xíu nè. Đúng rồi, rồi câu thứ năm muốn dành tặng cho khách mời mình ha. Cho khách mời đặt câu hỏi đó. Cho mình đặt câu hỏi ha. Nội dung của chị mà chị phải ok. Wow, chị hỏi em hỏi á. Bây giờ em hăng lắm, dành hỏi. Bây giờ em hỏi đi rồi chế sẽ cho một cái câu cuối cùng. Lấy câu này câu cuối cùng câu thôi. Câu này cuối cùng rồi chị. Không, câu cuối cùng của chế sẽ cho sẽ cho quà đặc biệt cho mọi người. Cho nên bây giờ em cứ hỏi câu hỏi đó đi. Vậy là tặng quà riêng hay của chế tặng riêng luôn đấy. Chế sẽ tặng quà riêng cho mọi người. Khách mời này sang nha. Chắc kẹo đẹp mời chị hoài. Tuần sau mời nữa, em lên này nói tuần sau mời nữa. Mọi người có đồng ý mời chị chi lại không nè? Thấy cái gì đâu mà dễ thương quá, còn tặng thêm quà nữa nè. Không, bữa nào rảnh lên tiện chị like một lần ha. Yeah. Cho chị mọi người coi cách chia sẻ chị sắp xếp hàng như thế nào. Dạ. Yeah. Quyết định phải không? Không muốn hỏi câu thứ năm, muốn em hỏi phải không? Rồi em hỏi đi. Ok. Những sản phẩm bán trong tiệm của mình có nên lấy những sản phẩm mà đã bán ngoài thị trường bán nghe là chị chưa đặt xong câu hỏi em trả lời rồi đó. Bỏ câu đó đi chị chưa xong câu hỏi người ta trả lời kìa, đó đấy chưa có người trả lời chưa, bỏ câu có, đó nha. Yes có và sai hết rồi kìa, có sai hết rồi. Thôi vậy phải câu hỏi của chị thôi, giờ bỏ không rồi, thấy người ta trả lời sai hết rồi là thằng quê rồi, cũng thằng quê không hỏi nữa. Rồi lâu lâu quê chị rút ra một bữa thấy chưa, chị chưa hỏi xong là có người trả lời được không hết rồi. Không phải, hồi nãy với mấy người trả lời là có là sai hết rồi. Thì họ hỏi câu này hỏi câu khác. Cho chị hỏi câu khác. Thôi giờ chị không hỏi nữa, chị quê chị không hỏi. Cho Ngân hỏi đi. Thôi đặt câu hỏi rồi em thôi, người ta nói mình bị quê đó. Thôi kể nó quê, khó quê rồi vẫn còn quê không sao. Ok. Ok, nếu bị gì rồi thì nếu mà mấy anh chị nào mà ở trong vùng Tampa Bay á, nếu mà ghé vào tiệm của Chi đó, Chi sẽ cho một món quà. Cho nên mấy anh chị cứ việc đến tiệm mình mở 7 ngày một tuần. Mà nếu mấy anh chị có câu hỏi gì thì lúc đó mình cũng thể chia sẻ, vui lòng chia sẻ luôn. Dễ thương không? Quá dễ thương. Ngày mai khách hàng đứng lại từ đầu đường đến cuối đường. Ok, còn câu hỏi cuối cùng của mình đúng không? Ừ. Em đặt câu hỏi câu này ai nhanh tay là thắng thôi. Chủ đề hôm nay của mình là gì? Đó, phải đặt câu hỏi nhanh như vậy đó, người ta trả lời không kịp. Bảo đảm chị đi nè, thay sẵn nãy giờ. hết chúng được nữa rồi. Rồi chủ đề hôm nay của mình là gì? Rất là dễ ha. Wow, sao im lặng dữ vậy ta? Im lặng tôi đáng sợ. Chị đi làm như ở đây phải đường không phải mở cách đây mấy tiếng kinh doanh và nâng income cho đẹp. Trời ơi, finally chị Hàng Thư. Chị có thể phải nơi bỏ đúng tiền hả? No, Trần Nguyễn Anh Thư chúng. Ôi, Trần Nguyễn Anh Thư. Kinh doanh và nâng được income cho tiệm. Cuối cùng cũng chúng không muốn đỡ lấy hột sòn không? Ok, câu hỏi số 5 của mình để chị Anh Thư không có bán vốn mà internet nó good mà nâng chấp không cho quà. Thì quá đáng quá chị ha, em cũng thấy quá đáng lắm á. Ok, chị Anh Thư là người chúng câu hỏi thứ năm của mình. Trời ơi, Vinh Lê trả lời Nu Skin là sao, không có liên quan. Chắc khi tiệm của anh Vinh Lê có dùng sản phẩm nét cho cái Nu Skin này. Nu Skin không? Không, thực sự nếu mà ai đã xài qua sản phẩm đó rồi mà bán á thì em cũng thấy là rất là work. Tại chính bản thân em hồi xưa em cũng có bán cái đồ sức cốt chân mà. Em bán cho khách có mua, cái này là chia sẻ thật nha.
Còn mà cái chuyện lựa chọn sản phẩm bán thì cái đó là chuyện của mỗi người có quyền quyết định. Nhưng mà mình coi cái nào good thì mình có thể mình đem mình bán được thôi. Em thích chị Anh Thư chỗ là không give up cho tới cùng, khi nào mà đòi khi nào được quà thôi, đúng không? Ok, rồi chúng ta xin đọc lại tên năm khán giả trung thành của Neo Chớp mà may mắn trúng thưởng ngày hôm nay là chị Loan Kim Phạm ha. Chị thứ hai là chị Stacy Thư Võ, người thứ ba là Huyền Lưu, người thứ tư của mình là chị Nina Nguyễn, và người thứ năm và người khách cuối cùng của mình là may mắn là Trần Nguyên Anh Thư. Là năm người khách của mình hôm nay được nhận 6 chai gel tinh tinh của mình ha. Thiệp Quang Hoa Nguyễn trả lời cái gì dài vậy, tình tự tối thứ tư kinh doanh cái gì mà dài dữ vậy Quang. Mọi người nhận quà đừng có vội mừng nha, nguyên bộ đó tháng 12 lận tặng được 6, phải mua 6 chai kia đó. Nếu ai cứ cần mua thì mua Vậy luôn, mà xài đẹp quá là mua luôn 6 chai kia à. không nên nên mua bây giờ để gửi ship lần luôn, khỏi tốn tiền shipping nữa. Rồi Em bán hàng giỏi không? Đúng Em vậy. bán hàng quá giỏi Vậy mà nó không biết bán hàng cái gì. Không phải tại mình xài thương liên rồi mình biết mới dám bán. Đúng rồi. Không, nói thật, cái nào mà mình xài tốt thì mình cứ bán thôi nha. Ok, chúc chị Chi và Ngân cảm ơn khán giả của Nêu Chớp đã ở trên live với mình đến cuối ngày hôm nay, và cũng đã trễ rồi. Chúc mọi người một đêm buổi tối ăn lành và ngủ ngon.